Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình cũng hứa là mình chia sẻ cái dâu mà bữa nay thôi mình có thời gian mình sẽ chia sẻ với có nhiều chị đồ vô không nè, nói sao chưa làm sữa chua. Thì sữa chua á, đây thì mình có sẵn hũ rồi ha, thì mình có hũ nào cũng được, nhưng mà mình có hũ này thì phải có một cái hũ cái, mà cái hũ cái nó đang nằm ở trong tủ lạnh thì mình phải lấy để ra ngoài khoảng 10 phút trước khi mình làm, 10 phút, 10 phút 15 phút cũng được. Thì đây mình có sữa tươi đó. Rồi còn mình thì mình làm đơn giản lắm, đây thì mình có cái thau này, là một chút xíu nữa mình sẽ xả nước cho nó nóng, thiệt là nóng cái thau này, thì khi sữa mà mình đổ vô rồi đó thì mình sẽ sắp nó vô đây, rồi mình đổ nước nóng của từ cái vòi thôi chứ mình không có nấu nước. Thì sữa thì có người kêu phải làm sữa ông thọ sữa này kia, nhưng mà mình thì mình chỉ có làm cái sữa này. Sữa mua ở chợ Aldi á. Đó. Rồi bây giờ thì mình ở đây thì mình có nước sôi nè, mình nấu nước sôi đó. Rất là dễ làm cho em cháu ở nhà ăn là khỏe ru à. Mình lại không có thích ăn rau u của Mỹ, mình chỉ có ăn là mình làm thôi. Đó. Rồi mình đổ vô hết ha. Đó, nước mình cũng vừa sôi luôn. Hôm nay thì mình chiên khô với nấu canh rằm tơi với tôm khô. Rồi ăn của rau dền của nhà mình đó, rau mùng tơi rồi của nhà mình đó. Đó, anh mình nấu xong rồi. Rồi cái mình có thời gian đây. Đâu qua khoe cả nhà coi coi, hai vợ chồng tối nay ăn giản dị cái gì. Đó, anh bước qua. Không, Ok. mà để xong cái này á anh. Rồi. Xong cái này là mới được khoe đó. Đây. Thì mình sẽ lường như vậy là một lon sữa nước sôi ha. Một lon nước sôi thì mình lấy cái muỗng mình quậy đây nè, tại vì nó còn có sữa đó. Đó. Quậy sơ sơ thôi, cũng không cần nhiều lắm đâu. Mình Đó. tráng cái lon vậy đó mà sáng hả? Và chán cái lon vậy thôi. Mà vừa lấy được sữa. Và lấy thêm sữa. Coi chừng nóng. Kẹp miếng giấy coi. Cái kẹp miếng giấy. Rồi. Rồi mình đổ vô đây. Đó, rồi mình sẽ quậy ha. Mình quậy cho tan sữa ra hết. Chỉ một lon nước sôi thôi. Một lon nước nóng như vậy là được rồi. Thường thường á là người ta sẽ làm là 3 lon rưỡi. Một lon rưỡi nước nóng, một lon hai lon nước lạnh. Nhưng mà mình thì mình làm một lon thôi. Mình thích ăn nó hơi tích chút, nó hơi đặc chút á. Đó. Đây. Rồi cái hết rồi đó. Tan hết sữa ra rồi đó. Rồi. Hết rồi đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lường sữa. Sữa tươi. Các bạn nhớ kỹ cái công thức nha các bạn. Rồi, rất là đơn giản, mình làm thiệt là đơn giản luôn á, không có Không có cầu kỳ phải không không? có cầu kỳ, không có cần thôi Hai sữa lô. đúng hai lon luôn. Chắc còn miếng phải bỏ luôn đi để bỏ uổng. Đó, tại vì mình sẽ được 3 lon rưỡi nhưng mà mình không có chưa đủ mà nên không có sao hết. Rồi bây giờ cái này nè, mình quậy lên ha, quậy cái nó thấy nó nguội rồi đó. Chưa nguội đâu. Rồi bây giờ đó là mình sẽ đi qua mình xả cái nước sôi. Mình lấy nước thì nóng thiệt nóng của cái vòi nước, nhưng mà trước khi mình lấy đó thì mình chờ đang chờ cái này nguội thì mình cho cái này nó nóng luôn đi. Rồi mình đổ ra rồi mình mới vô keo vô đồ rồi mình mới đem lại trở lại là cái này nó vẫn ấm, đơn giản.
Đừng giảng như đừng giảng như đang giỡn vậy phải. Này, cái đây là hũ cái mình làm nè. Nếu mà ai chưa có cái hũ cái thì đi ra ngoài chợ Mỹ mua cái một cái hũ da ua không có mùi, chỉ clean thôi, là mình sẽ về mình làm hũ cái cho cái hũ da ua mình được ha. Đó, cái này cái mình quậy lên nè, mình quậy lên, quậy lên để cho nó đừng đóng cục á. Đó, rồi cái mình cho vô đây. Mình cứ múc sữa vô đây tí đi. Tại vì một lon nước nóng mà hai lon nước sữa tươi mà lạnh thì nó không có gì hết, nó không có. Chứ thường thường á là mình phải chờ nó ấm, chờ nó nguội thiệt nguội mình mới được đổ cái những cái vô. Rồi như vậy là mình quậy đều lên, mình quậy đều lên cái mình múc vô hộ vô mấy cái hũ của mình ha. Mình đang xả cái đó cho nó nóng cho nó ấm, cái đó thì còn lâu. Mình có mấy cái keo dễ thương. Các bạn nhớ đi tìm những cái hũ da ua như thế này đây. Có cái gì làm thấy. Em có gì em làm thấy à. Đó. Mình muốn đầy thì mình cho đầy ha. Rồi, tại vì mình sẽ lấy cái này nó không có nắp nên mình phải lấy cái lát tích ráp á, mình đậy nó lên. Giờ mua keo nhỏ nhỏ cũng khó nữa. Rồi. Mình ủ như vậy từ 8 tới 10 tiếng. Từ 8 tới 10 tiếng xong xuôi rồi cả nhà mình lấy ra nha, lấy khỏi cái nước mà mình ủ trong cái thau cái nồi gì đó. Cái mình lấy ra mình để ở ngoài bàn khoảng 15 phút. Mình lấy để ngoài bàn khoảng 15 phút rồi mình sẽ bỏ vô tủ lạnh. Thì nó có cái độ chua, cái độ chua mà mình muốn á. Còn nếu không thích ăn có độ chua thì bỏ thẳng vô tủ lạnh luôn. Cái vậy là tiếp thôi. Chơi đồ hàng năm lô là cách chừng 3-4 ngày là mình làm là giờ mình tính làm hai hũ nhưng mà mình còn á. Nó cứ đi mua mấy cái keo mấy cái này làm nó dễ. Bữa mình đem xuống mẹ nhưng mà mẹ ăn chưa hết nên không có chưa trả lại. Đó. Mấy hũ này mình cũng đi ăn dâu của Nhật á, xong rồi mình mua về cái mình để dành lại luôn á. Còn mấy cái ly này á là mình mua đồ trong Costco mình ăn luôn của Pháp. Là cái này hình như là bánh lam hay là cái mousse gì đó mình cũng mua mình ăn đó, rồi mình còn mình giữ lại cái hũ luôn. Thấy nó dễ thương rồi giữ cái mình có làm gì cái mình định. Xu làm gì vậy ta? Xu giờ làm gì để xu à?
Xu kiểu gì đó Xu à? Xu bực mình. À làm gì ta? Kêu má mày chờ không cho đi ra. À. Xu đi lang thang lang thang. Đúng không? Xu muốn nói gì? Xu muốn gì? Hả? À? Nói gì Xu? Này cũng nhanh gọn lẹ phải không em? Cái này nhanh lắm. Trước khi đi ngủ các bạn làm đi. Rồi sáng dậy cái lấy ra cái rồi. Cái thời gian là để lâu tủ lạnh hả em? À, không, cái thời gian anh ủ trong cái nước nóng này nè. Ồ vậy hả? À, ok. Anh ủ trong đó là từ 8 tiếng tới 10 tiếng. Đó. Thì trước khi em đi ngủ cái em làm xong rồi cái là sáng em dậy em xuống em lấy ra. Đó, cả nhà thấy bà xã không? Thấy bà thấy mấy cái hũ mà xinh xinh ở trong những cái khi người ta bán đó, à. Giữ lại như thế này, cái gì đem về rửa sạch sẽ, bỏ vô lại mình thấy nó cũng dễ thương lắm các bạn. À, mình được 6 cái. Còn cái hộp này là ăn yến xào. Mà không biết sao đâu hết trơn rồi, 6 cái mà giờ còn có 1 cái đây không biết, phải kiếm coi. Mấy cháu qua ăn rồi bỏ hết trơn rồi hay sao đó biết. Chứ mình có 6 cái đó. Rồi cái này á thì mình phải lấy lắp xích ra. Hôm nay cô Năm chia sẻ món này rất là tận tình, bởi vì đọc trong cái comment đó, các em cháu gợi ý rất là nhiều. Đó, như các bạn nhớ đó, các bạn thích cái món nào mà mình phải nhiều comment ra, rồi cô Năm mới cố gắng bỏ thời gian để mình chia sẻ đến với các em cháu cũng như cô bác rồi anh chị ở trong cái kênh YouTube của mình cho vui vậy thôi. Chia sẻ em hả? Rồi mọi người làm ăn ngon thì cho cô Năm tâm ấp. Cô Năm rất là vui. Cho tâm ấp là thích rồi. Đó, thì mình cứ không có nắp, tại nó không có nắp đó, thì mình cứ lấy vậy ha, cái mình bịch xuống nè. Rồi. Vậy thôi. Mình có nắp nhưng mà mình không, cái nắp đó mình không có đậy vô cái nước nóng được. Nó sẽ bị teo lại em. Nên em phải dùng cái này. Đó. Thích tỉ mỉ tẩn mẵn vậy đó. Từ hồi nãy giờ là mình làm cái này nó rất là ấm. Cái này giống như cái dạng cái rổ nè. Đó là mình làm vừa hai cái vừa nóng nóng mà ấm luôn nữa. Đó, giờ mình đổ nó ra. Ờ vậy đó hả? Để mình lấy cái này nó nóng hả bà xã? Mình lấy cho nó đủ sức nóng ha. À. À, bây giờ mình sắp vô nè. À. Đây, mình sắp vô. Dễ thương ghê không? Rồi xong như thế này rồi ha. Cái ở đây mình đang sẵn có nước nóng đây luôn thì mình chế vô luôn. À, muốn chế bằng cái nước sôi này chế vô đây cũng được, hoặc là lấy nước dồi cũng được. Thường thường là mình lấy nước dồi không à. Đó, giờ cứ chế vô. Dưới đây mình không đủ rồi. À, phải lấy thêm. Dạ, lấy thêm thì mình mở đây thôi. À. Đó, cứ mở vậy rồi lấy tiếp. Dạ, bây giờ mình qua đây mình lấy thêm nha. À, cái này nóng ghê lắm nè. Đó. Mình phiêu cho đầy tới cái miệng thôi. Như vậy là xong. Tăng tăng tăng. Rồi mình sẽ đẩy cái này lại.
Ồ, có nắp đậy nữa mà sao? Đó, cái nắp nè. Mình đẩy vô chỗ góc nào mình để. Mình muốn để chỗ nào đừng có đụng tới tới tối luôn, tới sáng luôn. Rồi có lấy một cái khăn, đây một cái khăn mình đậy lên, rồi vậy thôi đó. Ok, để cho em nằm yên đó luôn tới sáng luôn. Dạ, cho em nằm im luôn, em nằm đúng 8 tiếng, nếu mình còn thức thì 8 tiếng mình lấy ra cái mình để ở ngoài cái bàn chừng 10 phút 15 phút cái mình bỏ vô tủ mát đó, rồi ăn very good. Đây bữa nay là canh mướp, canh này mình nấu với tôm khô này giống y như bên Việt Nam không cả nhà. Tôm khô với rau mùng tơi, rồi mình mua một trái mướp nhưng mà sao lại không có được ngon nên trái mướp nó hơi đen đen. Rồi giờ tối nay là phần ăn hai vợ chồng mình đây, canh rồi cá khô chiên. Wow, thấy hấp dẫn không cả nhà? Ai mở đi làm gì mà thấy cái này là hơi đói bụng ráng chịu đó nha. hơi đói bụng. Canh khô chiên, rồi mình sẽ dẹp cái này. Rồi để em kia nằm im trong đó là 8 tiếng bà xã. 8 tiếng. 8 tiếng rồi mình lấy ra. Ok. Rồi các bạn nhớ theo cái công thức vậy đó. Dễ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy Lấy gì xã? Lấy cái hũ của mình ra nha. 8 tiếng rồi mình để mình bỏ vô. Đây. Như thế này. Sau khi mà 8 tiếng sau là cái dầu thành phẩm vậy đó các bạn. Đó, rất là đẹp, mướt luôn. Một cái muỗng. Cái muỗng ăn ha. Rồi. Nhìn thấy hấp dẫn lắm chứ bộ. Chi Bèo ơi, mình ăn cái nào cái mình rửa cái đó. Rồi thì mình mong các bạn cũng làm theo như mình làm cho được nha, rất là dễ đơn giản, không có cái gì cầu kỳ mà cũng làm rất là dễ chứ không không có khó. Còn nếu mà mình muốn ăn đặc thêm chút nữa, lấy sữa đặc mà béo á, thì lấy sữa half and half. Còn cái này thì mình chỉ sửa hai phần sen Organic thêm không? organic, nhưng mà cũng rất là ngon vậy đó. Rồi thôi cái video của mình chia sẻ với cả nhà mình tới đây thôi, mình xin tạm biệt. Chúc cả nhà mình một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Bye Xin bye. chào tạm biệt cả nhà. Hẹn video ngày mai các bạn.